đọc báo Vẹm để thấy những cái loa tuyên truyền của Đảng Việt Cộng lố bịch và kịch cỡm ra sao. Đọc báo Vẹm để thấy một xã hội thối rữa nhầy nhụa thế nào dưới ách cai trị độc tài của lũ độc ác phi nhân Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Khôi xin kính chào quý vị cùng với Hoàng Tuấn. Chúng tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình đọc báo Vẹm tuần này. Hoàng Tuấn xin chào Nguyên Khôi và xin chào tái ngộ tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, có lẽ cái vấn đề quan trọng nhất đối với Việt Nam trong cũng như ngoài nước trong những ngày vừa qua đó là cái câu chuyện mà cắm cột mốc. Thì bây giờ theo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì cái chuyện đó đã xong rồi. Anh em chúng ta, tức là mình và người láng giềng Trung Quốc đã làm xong cái chuyện cắm cột mốc biên giới rồi. Và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng tuyên bố là không thể có chuyện Việt Nam mất đất, cắt đất. Cái này cứ phải xét lại nha. anh cho nghe tiếp thôi. Trong đàm phán với Trung Quốc và các nước láng giềng khác, cũng như trong quá trình phân giới cắm mốc trên thực địa, chúng ta đều đã thể hiện hết sức rõ ràng lập trường bất di bất dịch, đó là chủ quyền lãnh thổ là vấn đề mang tính nguyên tắc, không thể nhân nhượng. Nói như đinh đóng cột vậy. Vâng, đó là mở đầu của bài báo trên báo Tiền Phong đăng ngày thứ Sáu mùng 2 tháng Giêng 2009. Và bài báo rất là dài, tới 7 trang. Rất tiếc là chúng ta không có thời giờ nhiều để chúng ta có thể đọc chi tiết những cuộc phỏng vấn mà báo này thực hiện với ông Vũ Dũng. Nhưng mà phần cuối, cái phần chú thích đó là về hai cái vấn đề coi như nóng sốt, đó là vấn đề Thác Bản Dốc và khu vực hữu nghị quan, hay còn gọi một cách khác là Ải Nam Quan. Thì thưa quý vị, cái bài báo đó cho biết như sau. Về khu vực Thác Bản Dốc thì Thác Bản Dốc gồm hai phần, phần thác phụ và phần thác chính. Phần thác phụ hoàn toàn thuộc phía Việt Nam, còn phần thác chính đổ thẳng xuống sông Quây Sơn là sông Trung biên giới. Theo Hiệp ước 1999, đường biên giới sẽ được xác định theo nguyên tắc trung tuyến dòng chảy chính. Thì không biết là có cắt đất hay là cắt, coi là mất đất, cắt đất hay không. Nhưng mà cái này là cắt thác có rồi anh ạ. Cái này cắt sông có rồi anh ạ. Tại vì cái ông Vũ Dũng, ông ấy nói đúng. Không có cái chuyện mất đất và cắt đất, bởi vì cái đó là thác chứ không phải đất. Nhưng mà cái... Và xong. Việt Nam thì rất là khiêm tốn, lúc nào cũng chứng tỏ mình là người khiêm tốn, cho nên chỉ lấy cái phần phụ thôi, còn phần chính thì để cho Trung Quốc. Không, chính chỉ đồi, mà ngày xưa tất cả đó, nguyên cả cái thác này thuộc về Việt Nam. Là của mình. Dạ vâng, vì anh Trung Quốc anh đòi, anh đòi cho nên chia cho anh, mà chia chỉ có phần chính anh ạ. Còn về khu vực hữu nghị quan, theo các tài liệu lịch sử đang được lưu giữ, Chấn Nam Quan hay còn gọi là Ải Nam Quan đều nằm bên phía Trung Quốc, đường biên giới nằm phía nam Chấn Nam Quan. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thì rõ ràng công nhận công khai là phòng ạ. Cô cắt. Lịch sử từ hồi xưa đến giờ vẫn nói là Việt Nam là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Bây giờ Ải Nam Quan thuộc về của Trung Quốc. Nói rõ ràng như vậy. Khỏi tranh cãi. Tức là không có mất đất, mà chỉ có mất thác và mất cái ải thôi. Và thưa với anh là có nhiều người cũng nói với tôi là cán bộ trong nước, mấy ông lãnh đạo cao cấp ấy, thì lúc nào tính tình cũng khiêm tốn. Tức là... như cái việc mà cắm lại cột mốc đó, thì cái phần phụ thì mình lấy, phần chính thì giao cho Trung Quốc, nó rất là khiêm tốn. Trong đời sống thường thì các ông á không có xài súng trường, súng AK như xưa nữa, mà thích xài súng ngắn, súng nhỏ lận trong người. Làm cán bộ lớn mà cái gì các ông cũng khiêm tốn cả. Đi xe thì không đi xe lớn nữa, rồi đi xe con, ô tô con. Và đặc biệt có một cái khiêm tốn đó là lấy vợ không lấy vợ lớn, mà thích lấy vợ nhỏ. Rất là khiêm tốn, cái gì nhỏ thôi chứ còn cái lớn không chịu. phục vụ đó bảo ạ. Tại vì mình chỉ phục vụ cho người khác, cái phần nhỏ bé thì phần mình, còn phần lớn lao cho người khác. Rồi, thưa quý vị, nói cái chuyện mà Việt Nam bị mất đất, mất biển, rồi bị cắt đầu này, cắt đầu kia, thì phải nói đây là cái điều rất là đau lòng. Và trong chương trình lần trước thì Hoàng Tuấn có nói là mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau, một góc độ khác nhau về cái chuyện mà Việt Nam đá banh thắng giải đó anh. Đúng rồi. Thì Hoàng Tuấn có đưa ra ý kiến là nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam rất rất vui mừng, bởi vì cái đó là một cái điều để mà xoa dịu những cái bất công, xin lỗi, những cái điều bất ổn trong xã hội. Thì hôm trước chúng tôi có đọc một bài báo trên Đài Tiếng Việt Online, thì có một tác giả ký tên là Hoàng Cúc, và ông cũng đưa ra cái ý kiến. Là tức là ý kiến của Hoàng Tuấn cũng trùng với ý kiến của vị khán giả đó. Đó là
khi mà Việt Nam thắng Thái Lan để mà đoạt chức vô địch Đông Nam Á thì đó là một cái van xả, và nhà cầm quyền trong nước rất là vui mừng, bởi vì lúc tuổi trẻ bây giờ nó sẽ quên đi cái chuyện đi, cái chuyện mà mất đất mất biển. Và vị tác giả trên bài báo của nó là nếu như thanh niên Việt Nam tập trung đông là như vậy, như là cái ngày mà mừng chiến thắng Thái Lan đó, mà để mà phản đối cái chuyện mà mất đất mất biển thì đất nước mình may mắn biết bao nhiêu. Mà chuyện đó thì rất là khó xảy ra. Chúng tôi có một cái tin về vấn đề vệ sinh. 46.000 chai rượu giả được làm từ nước lã Hòa Cồn. Sáng 31 tháng 12 kiểm tra xưởng sản xuất của công ty thương nghiệp hỗn hợp nông sản thực phẩm Hanosa tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Cũng đấy, không có vọng ngoại. Không, chúng tôi không hề có tinh thần vọng ngoại, chúng tôi chỉ lấy tên của công ty là Hanosa. Cơ quan chức năng phát hiện 16.000 chai rượu giả được dán nhãn và dán mác chuẩn bị xuất xưởng. Hơn 30.000 chai rượu chưa dán nhãn mác và nhiều chai đựng chất lỏng chưa xác định được. Cơ sở này dùng bể tôn dung tích là 200 lít để pha trộn nhiên liệu. Chai rượu các loại được mua gom từ đội quân đồng nát và các cửa hàng mua bán chai nhựa, phế liệu. Các công đoạn từ xúc rửa cho đến đóng chai dán nhãn mác hoàn toàn làm bằng tay. Bà Tiêu Thị Thu Hằng, bởi vì cái tên bà này tôi không bổ là không xong rồi. Chủ cơ sở cho biết đã thuê 15 công nhân địa phương sản xuất 6 loại rượu kém chất lượng. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nhắc cái chỗ này. Rượu này mà gọi là kém chất lượng à? Đây là láo, có chất lượng đâu mà kém. Nước lã Hòa Cồn pha với đường mà bảo là rượu kém chất lượng. Gồm có vang nho, vang đào, lúa nếp, rượu vodka, Hanosa, vang nổ và champagne. Công thức pha chế các loại rượu trên gồm có cồn, hương liệu, đường hòa với nước tinh khiết. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhắc cái chỗ này nữa, hòa với nước thôi chứ chúng tôi không tin là tinh khiết nha. Nhiên liệu mua từ nguồn trôi nổi ngoài thị trường không được kiểm định chất lượng. Và công ty thương nghiệp hỗn hợp Hanosa sản xuất kinh doanh từ năm 2004, tức là được 4 năm rồi, gần 5 năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm là địa bàn nông thôn các tỉnh miền Bắc, miền Trung và khu vực biên giới phía Bắc. Giá các loại rượu trên được bán với giá từ 4.000 cho đến 10.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Hanosa không xuất trình được giấy phép sản xuất các loại rượu, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng đã thu hơn 46.000 chai rượu kém chất lượng. Làm sao là kém chất lượng? Không có chất lượng. Đưa về chi cục quản lý thị trường Hà Nội để kiểm định chất lượng. Rượu vang đâu Hoàng Anh? Đã là nước hòa với cồn, với đường, với là những cái nhiên liệu vớ va vớ vẩn mà gọi là kém chất lượng. Tôi không hiểu. Vang đấy thưa quý vị. Nhưng mà anh nói chuyện rượu cũng phải khô khan quá, anh muốn nhậu phải có đồ mồi. Tôi xin giới thiệu anh mồi ở Hà Nội, hàng trăm kg tim tràng lợn Trung Quốc nhập lậu. Tối 29 tháng 12, gần 250 kg tim và tràng lợn được đưa từ Trung Quốc về Ga Gia Lâm, tất cả được đựng trong thùng xốp và bao tải đen. Tại chi cục quản lý thị trường số 3, 3 thùng xốp và một bao tải gồm tim và tràng lợn được bọc kỹ ướp đá. Một số túi ni lông còn in chữ tiếng Trung Quốc. Chi cục thú y Hà Nội cho biết số hàng hóa trên đều không có nguồn gốc xuất xứ cũng như kiểm dịch. Hiện khó xác định có ngâm tẩm thuốc hay không. Để xuất xứ từ Trung Quốc chứ sao là không biết nguồn gốc. Không biết Trung Quốc từ đâu mà có ngâm tẩm hay không. Và ngâm tẩm những hương liệu hay không để uống trong cái đại van của Hanosa. Được còn gì nữa không anh? Chủ hàng Nguyễn Xuân Kiểm, 44 tuổi, khai sau khi chuyển từ Lào Cai về Hà Nội, ông này sẽ tiếp tục giao cho một người khác, lại tiếp tục trôi nổi đấy không ạ? Nhưng mà cái này nó có hình ảnh rõ ràng. Dạ vâng, tim lợn nhìn bằng mắt thường khá tươi, nhưng khi mở ra đã bốc mùi. Cái điều nhậu. Rồi thưa quý vị, nếu mà chúng ta tổ chức một cái tiệc nhậu đó. Với rượu mà Hoàng Tuấn vừa nói lúc nãy, với mồi mà của anh Nguyên Khôi, thì hai cái món đó mà gộp chung lại, thì các quán nhậu sẽ có một cái món nhậu có một cái tên rất kêu là trẻ mãi không già. Bởi vì nếu anh lấy tim mà tràn lượng đó, anh uống với rượu này, thì anh mới vừa uống xong là anh ngã cái đùng ra anh chết quách rồi còn đâu nữa. Thì sẽ có cái món nhậu là trẻ mãi không già. Không thể già được. Nhưng nói về chuyện nhậu thì chúng tôi có nhớ cái chuyện như thế này. Sau năm 75 thì ở ngoài Bắc á, người ta mới ồ ạt đưa người vào miền Nam. Đặc biệt là các cán bộ người miền Bắc
vô công tác ở miền Nam. Thì có một cán bộ ở ngoài miền Bắc được đưa vào công tác ở miền Tây. Đó. Thì sau khi xuống họp hành kiểm tra tình hình rồi là tuyên truyền tất cả các thứ, xong thì cán bộ miền Bắc mới hỏi một cán bộ địa phương người miền Tây. Sao? Thế địa phương ta có đặc sản gì không? Đấy, hỏi nhỏ. Mà anh biết người miền Tây thì người ta rất là bồng trực. Anh này cũng mới làm cán bộ thôi, còn trẻ đó. Dạ có chứ, có gái. Anh này nghe nó cũng hơi choáng không? Nó cũng nghĩ thầm đó, quái cái thằng này. Mình á, người miền Bắc mình á thì nói phải có rào trước đón sau. Mình biết là người miền Nam nó bột trực, mà không ngờ thằng này nó lại thẳng thắn quá như vậy. Mà bây giờ chả lẽ đó mình làm căng với nó thì lại mình lại mất cái mối. Thôi cứ làm lơ đi. Nhưng mà cũng sau một hồi khoảng chừng mấy giây thôi, mấy giây lúc đó chưa có nhậu anh. Thì mới hỏi, thì chú mày nói thế chứ bao giờ thì có? Thì tối nay có nè. Nghe là anh bỏ, anh là mừng thầm trong bụng, bởi vì khi xuống dưới miền Tây đó, nhìn thấy các cô mặc quần sa ten Mỹ A áo bà ba mà chèo thuyền đó, nó cứ lượn lờ mà lâu lâu áo bà ba mà nhiều khi xẻ cái hông hơi cao đó anh, nhìn thấy nó nõn nường, biết sực nhớ lại tất các nữ chiến sĩ bộ đội rồi cán bộ trong thời kỳ chiến tranh trong các cơ quan nhà nước, chán quá. Cán bộ hộ lý thì đó, cho nên anh nghĩ là thế nào bữa nay mình cũng được chiêu đãi. Thế thì tối anh kia mới rước về nhà, bày tiệc rượu ra nhậu, là rượu miền Tây mà, rượu ngon lành. Thì các cô mặc áo bà ba, rồi là bưng rượu, bưng mồi rồi ra. Thì anh cứ ngồi anh nhậu mà không yên trong bụng. Cứ chờ cái thằng kia, không nghe nó nói gì cả. Nhậu tới lúc tàn, tiệc rượu lên ngàn ngàn, thì anh mới nói, khều, sao? Khi chiều chú mày bảo là có cái món gái, sao chưa thấy? Rồi! Hồi nãy giờ nhậu là thịt gái nè. Con này là con gái á. Con này nó không ở trong ruộng, cũng không ở trong rừng. Cái này tôi bắt ở dưới gạch á. Cái này tôi kêu là con gái cá đó. Nhậu ngon không? Thế là con gì? Con gái cá đấy à? Ừ, ở ngoài kêu là con gái chứ trong này tụi tôi kêu con gái không à. Ngoài đó kêu con gái, trong này tụi tôi kêu con gái không à. Ba bản tin của hai tờ báo Tiền Phong và Tuổi Trẻ là trong liên tục 2 ngày, ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng Giêng, thì báo Tiền Phong đưa tin là mưa lũ tại Quảng Ngãi 4 người chết và mất tích, 2 chiếc tàu bị chìm. Sau đó đến ngày mùng 3 ngày thứ Bảy thì báo Tuổi Trẻ đưa 2 bản tin cũng liên quan tới tỉnh Quảng Ngãi: xả lũ hồ, nước tràn vào nhà dân. Và bản tin kế tiếp là công ty đường Quảng Ngãi sa thải sông Trà Khúc, liên quan tới sông nước lũ lụt không à, thưa quý vị. Mà 3 tin liên tiếp đều liên quan đến Quảng Ngãi. Dạ đúng như vậy. Nó xả lũ như vậy nó có trôi cái nhà thờ của ông Phạm Văn Đồng không? Không ạ. Bởi vì ông Phạm Văn Đồng là người Quảng Ngãi. Dạ. Lúc hôm trước đó chúng tôi có đọc được một cái bài báo trên internet của một bạn trẻ trong nước, nó cho biết là ở Quảng Ngãi người ta tốn rất nhiều tiền để mà xây dựng cái nhà thờ cho dòng họ của ông Phạm Văn Đồng. Thế mà anh biết mấy xã lũ này nó có xả. Mưa lũ đã làm ngập và hư hại trên 10.000 hecta lúa, trong đó có 2.420 hecta bị hư hại hoàn toàn. Lượng giống lúa đã ngâm ủ không gieo xạ được, bị hư hỏng trên 400 tấn giống. Đó là bản tin về lũ lụt. Còn ngày hôm sau thì xả lũ hồ, lụt tiếp. Cùng ngày, ông Lê Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương cho biết mưa lớn trong suốt 2 ngày qua cũng làm mức nước sông Trà Bồng dâng cao, đã cuốn trôi cầu Đồng Min, gây cô lập 300 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu tại thôn Đồng Yên 3, xã Bình Dương. Rồi tiếp theo thì nhân cái vụ mà xả lũ hồ này đó làm mất trắng 700 hecta lúa vừa gieo xạ, gây hư hại hoàn toàn 40 tấn lúa giống người dân ở các xã đã ủ chuẩn bị gieo xạ. Hai cái tai họa. Mưa gió lũ lụt rồi. Yeah. Rồi thêm là các ông mới xả lũ luôn. Mà chưa hết nữa thưa anh. Công ty đường Quảng Ngãi sát hại sông Trà Khúc. Rồi xả nước dơ vào. Dạ. Qua kiểm tra nhà máy bia Dung Quất hoạt động vượt công suất thiết kế lên đến 40 triệu lít một năm, nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định, chưa lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định. Tức là công ty đường này ấy, gọi là công ty đường, nhưng mà thực sự họ sản xuất rượu, bia, mà xả vào trong sông anh ạ.
cái này cá, cái đồ môi này phải là con này. Nghĩa là cá này đem lên mà nướng, đem lên kho, nấu luộc gì đó, nó ra có bia rượu chẳng trong đó rồi. Phải cần món cá hấp rượu hả? Thưa quý vị, nhân nói về Quảng Ngãi thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là ở Quảng Ngãi có những món gọi là đặc sản đó, như là bánh nổ nè, rồi là đặc biệt là đường, đường phèn, đường phổi Quảng Ngãi rất ngon. Nhưng mà sau này người ta vẫn có đường phổi giả nè, tức là khi ở Việt Nam chúng tôi đi từ miền Nam ra miền Trung, khi ghé lại bến xe để mà mua đường phổi đó, đi ngang qua Quảng Ngãi đó, thì mua đường phổi xong về anh bẻ ra nó nát bét hết trơn. Tức là người ta vẫn làm theo cái dạng là y như đường phổi, nhưng mà nó xốp xộp à, chứ không phải là đường mà đường phổi mà làm đúng theo cái cách làm của người dân Quảng Ngãi, tức là đường mà có đường giả nữa. Việt Nam biết cái giờ cái gì cũng giả mà. Thì nhân cái chuyện này thì chúng tôi có nhớ cái chuyện đường phổi. Có một cái ông này là cán bộ cao cấp thuộc ngành xây dựng, chuyên lo về cầu đường, tức là hồi xưa mình gọi là bên kiều lộ đó đó. Thì ông ấy có một đệ tử rất là trung thành, và tay này thì cũng là hay nịnh nọt. Thì hôm đó ông ấy không có mặt ở văn phòng làm việc, thì có người ta mang quà tới, người ta biếu. Thì cái tay này á mới là lấy quà xong là mang về tận nhà thủ trưởng. Bây giờ nói là báo cáo thủ trưởng là bữa nay có mấy tay nó đi công tác ở ngoài Quảng Ngãi đó. Nó có đem về một mớ quà cáp nó tặng, để em lấy hết, đem về đây hết. Mà chỉ có đường phổi là em không có nhận, em trả lại. Sao kỳ vậy? Chú mày biết tao là hảo ngọt mà. Sao mà chú mày không có lấy đường? Thì dạ bữa trước em nghe bác sĩ nói là thủ trưởng bị bệnh đường phổi, cho nên em sợ hại sức khỏe bác sĩ. Chú mày ngu á, tao bị bệnh đường phổi là tao ho, chứ đâu phải tao cử đường phổi. Mà tao là cái người hảo ngọt mà tại sao mày lại làm mất cái mối này của tao? Thì lúc đó bà vợ có coi qua. Chú mày khéo lo cho ổng quá. Đường phổi ăn nhầm gì ổng? Ổng á hả? Đường cao tốc nè, đường quốc lộ nè, đường đất, đường đá nè, đường nào ổng cũng ăn được hết trơn á. Đường phổi nhầm gì mà chú mày lo? Lo xa quá. Thưa quý vị, nói tới đường thì phải nhắc tới đường Cuba. Vâng, ngày 1 tháng Giêng của năm 2009 cũng là ngày mà theo báo chí cho biết là 50 năm kỷ niệm Cuba lật đổ chính quyền. Cách mạng Cuba đấy. Cách mạng Cuba đấy. Dạ vâng, đồng chí Fidel Castro đấy. Kỷ niệm 50 năm cách mạng, báo Tuổi Trẻ có bản tin như sau: Cuba vẫn phải đấu tranh không ngừng nghỉ. Sau 50 năm của cách mạng thì Cuba vẫn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng vẫn đang vấp phải cuộc chống phá không ngừng. Tức là sao tôi không hiểu à? Mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà vẫn còn phải đấu tranh. Từ Mỹ. Chủ tịch Mỹ phá. Chủ tịch Raúl Castro đã phát biểu như vậy hôm 1 tháng Giêng nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhà lãnh đạo Fidel Castro lật đổ chế độ độc tài Batista giành độc lập cho đất nước. Vì lý do sức khỏe, Chủ tịch Fidel Castro đã không thể tham dự buổi lễ kỷ niệm này. Trước khi anh Hoàng Tuấn có một vài cái nhận xét về cái chuyện ông Fidel Castro, anh có vẻ hào hứng về cái chuyện đó, thì chúng tôi cũng muốn thắc mắc là mình nói các nước xã hội chủ nghĩa nói rằng cái tụ đế quốc, cái tụ tư bản nó là cái tụ xấu xa. Cái cơn tệ hại của nhân loại này phải không cơ? Tức là hồi đó là trong thời kỳ chiến tranh đó, là còn bảo là phải làm sao mà giết cái chủ nghĩa tư bản này đi. Đó, để mà đưa cái chủ nghĩa cộng sản lên. Thì anh có cái bài trên báo Tuổi Trẻ hả? Tôi lại có cái bài trên báo Hà Nội Mới cũng nói về Cuba như thế này nè. Cách mạng Cuba nửa thế kỷ kiên cường. Cái này là mạnh hơn nữa. 50 năm sau khi Fidel Castro lãnh đạo thành công cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài Batista được Mỹ hậu thuẫn, cuộc cách mạng của ông vẫn đang tiếp tục tại Cuba. Đất nước Cuba đã vượt qua muôn vàn khó khăn từ cuộc xâm lấn cho Cục Tình Báo Trung ương Mỹ là CIA, tổ chức Vịnh Con Heo, chống đỡ được khó khăn chồng chất do lệnh cấm vận dài nhất của Mỹ. Ủa, nó là tư bản, nó cấm kệ nó chứ. Thì hôm nay tôi nói đó, tôi muốn nói đó. Và vững vàng sau sự kiện Liên Xô sụp đổ. Ủa, tôi kỳ vậy. Cắt đứt nguồn viện trợ đều đặn và hào phóng từ vũ khí đến dầu lửa và bơ sữa. Tức là khi mà Liên Xô sụp đổ đó, thì Cuba không còn bơ sữa nữa. Cuba ngày nay tiếp tục là một trong số ít các quốc gia chu cấp miễn phí giáo dục, y tế cho người dân. Chỉ số phát triển con người tại Cuba theo công bố của chương trình phát triển Hiệp Quốc năm 2007 hiện đứng thứ 48 trên 179 quốc gia.
Học sinh Cuba được đi học hết đại học, không phải đóng học phí, và được nuôi ăn, được cung cấp đầy đủ thiết bị học tập. Nhưng mà đây là cái chuyện mà chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị nè. Vào tháng 2, Chủ tịch Fidel Castro đã chuyển giao quyền lực cho người em trai của ông là Raul Castro, 77 tuổi. 77 tuổi rồi đấy nha. Và ông nói như thế này nè: sứ mệnh chính của tôi là không giữ lấy quyền lực, chỉ giữ có 49 năm thôi, và không ngăn đường thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ là em của ông mới có 77 tuổi thôi. Ông đã nhấn mạnh như vậy. Và theo tổng thống của Ba Tây, ông Lula da Silva, hồi tháng 2 2008, thì ông này nói là Fidel Castro là huyền thoại sống duy nhất của nhân loại. Wow. Thì quý vị, chúng tôi công nhận ông Fidel Castro là một huyền thoại sống, là một động vật quý hiếm trên hành tinh này. Chứ còn cái gì nữa, 49 năm mà còn nói rằng là không có giữ lấy quyền lực. Mà ông ấy làm những cái quyền lực đó, cái quyền lãnh đạo đất nước đó là quyền riêng của ông ấy, là tài sản riêng của ông ấy. Nhưng mà cái ông này không phải tử tế gì. Quý vị nhớ là ông bị té. Ông Fidel Castro bị té đó, cho nên là vì vấn đề sức khỏe. Chứ nếu ông không bị té thì chắc ông đã giao quyền lực lại cho ông em. Và khi Fidel Castro té thì lúc đó là cả nhân dân Cuba mà nước trên thế giới ai cũng đều cầu nguyện cho ông ấy á. Cầu là cho ông ấy nằm luôn được, đứng dậy được. Nhưng mà... rồi có một cái điều nữa như thế này. Khi mà nói tới Cuba thì Việt Nam vẫn còn ca ngợi. Mà ca ngợi cái này nữa mới là tức cười nè. Người dân Cuba đang lạc quan về viễn cảnh chuyển biến nền kinh tế khi chính quyền thực thi những cải cách mạnh mẽ như cho phép người dân mua máy tính. Tới thế kỷ 21 này nè, điện thoại di động, đầu máy DVD được đến các khách sạn, cửa hàng mà trước đây chỉ dành cho người nước ngoài. Tân Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cam kết sẽ nới lỏng lệnh cấm vận và có thể nối lại đàm phán với Cuba. Cuba là một cái nước như vậy đó mà người dân vẫn còn vượt biên qua Mỹ. Và chúng tôi cũng ngạc nhiên là trong khi cách mạng Cuba kiên cường, Cuba tốt như vậy, tại sao từ ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũng cho tới các cán bộ dưới không ai tìm cách đưa con sang Cuba cho nó ở lại này. Cho nó học bên đó. Cho nó học bên đó. Rồi là tình đồng chí anh em mà, thì mình gả con cho Cuba để nó ở lại Cuba luôn, đúng không? Thì giữa hai nước sẽ có một cái sự tình hữu nghĩa nó càng thắt chặt hơn nữa. Mà là cứ qua cái thằng đế quốc đầu sỏ đấy, cứ đưa con sang bên này. Mà anh thấy kiểu rồi mà hoạch định là kế hoạch giáo dục ấy. Mà thấy Cuba làm rất là tốt như thế này, ca ngợi quá chứ. Mà không học cái sách không của Cuba. Lại mà cho người sang Mỹ học. Sang Mỹ học. Mà rồi chính từ ông Triết, rồi ông Dũng rồi cũng cứ đi sang Mỹ thăm. Mà không đi sang Cuba thăm để mà kiếm tí đường hay là về một mớ xì gà. Cho tới bây giờ người ta vẫn còn ca ngợi cách mạng của Cuba, cũng như trong thời gian trước người ta nói là ông Nông Đức Mạnh bị mất cái đồng hồ. Bởi vì ông không có khái niệm về thời gian. Thế kỷ 21 ông vẫn còn ca ngợi là liên cách mạng tháng 10 Nga là ngọn đuốc sáng soi đường. Đó. Cho nên chúng tôi thưa với quý vị, những người chống cộng thường có một số người bảo rằng là cộng sản là dốt. Không, cộng sản rất là giỏi, cái gì cũng biết, chỉ có một thứ không biết là không biết ngượng. Cứ nói thoải mái. Vâng, có lẽ chúng ta không còn thời giờ nữa, thì Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đọc Báo Việt tuần tới. Hoàng Tuấn xin chào tạm biệt và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù chỉ còn có một mình tôi, để đấu tranh trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là sự đầu hàng từ phía tôi.